chín luôn không? Tám không? Năm mươi chín luôn không? Ồ. Tôi quét phủ lem đây. Lấy chị à? Ổn định không? Nhiều mình chỉ con cha ô về bao nhiêu này mình xây tấu xây luôn chứ. Giờ tôi lau trên lau đồ luôn. Miền của nó tiêu lại luôn không? Chị, đó luôn không? Đen lem lỉ hồi xéo mình máu câu nha mấy bạn. Cỡ chục ký á. Phải vậy luôn không? Chơi lạnh không lem vậy? Tây bồ lem lấy tây bồ nói chuyện rồi chứ. Cái đầu dữ ra cái đầu. Mày sang lại còn như đó. Mày sang lại còn cửa như đó. Đẩy tu mà nó. Ô đẹo trắng chứ hả? Ờ. Ăn đẹo ăn sạch sẽ rồi chứ. Ăn trình mà đẹo trắng còn gì chó. Còn gì chó không ăn thì đó đó. Như đọc trước chút chứ nào. Đục mày nãy quê. Con này cỡ chục ký à mấy bạn à. Đúng á. Mấy sách không nổ luôn mày. Bèo xà 20 ký sách nổ mà con này 10 ký sách không nổ trời. Chẳng thấy trộn nó gạch hoài không chứ. Miếng mèo phải không? Hên bạn à, đủ hai tháng nay làm được hai con mười mấy ký gần 20 ký rồi. Sao này xuống máu kéo hồi sáng đây đỡ cho nó chết xong làm luôn này. Không đèo xuống đi đâu, không đèo lên nó tà thịt nè. Không đèo lên tà thịt nè. Về của nó dày á, nèo xuống đây luôn này không, nèo cho nó sập luôn. Còn bê nó chứ, lấy đi thịt nhiều mày. Bả nửa ký dê sao đâu mày. Sơn ra. Dạ. Lặng nằm chờ thờ. Đồ mê nó phải dài 2 mét. Nó buồn,
dùng ăn ăn hay chưa? Câu á, canh á. Canh chứ không phải là vô lờ. Hồi sáng mình canh á xin à. Lúc 5 giờ sáng mình ngủ dậy là lê cứu là dính ra luôn á. Mấy con này mình xách lên đạp thôi chứ ở dưới đạp nó lên nó xin luôn à. Ồ. Oh. Đuôi của nó này. Nẹo lên thấy không? Nẹo lên nó lê thấy không? Xuống. Dân lùm lùi dưới đây mày giỡn chợ. Mày nó lê cái dê hết à. Lê cái dê của nó hết à. Một con lụy vàng mày à. Con này có 10 kg á. Xây luôn, víu luôn. Nhiều đi bên này trả ăn, víu luôn. Ừ, nước nó bớt nóng rồi. Từ từ, thể, đỡ nhúng nước ra. Ôi, chạy luôn á cậu. Chạy luôn còn nhiễm nhiều á cậu. Ngấu gì mày lừa. Mẹ nó tà dài. Để ăn kiểu này chết trời ơi. Xong rồi vô đi tìm ve thời trang chứ ăn có 2 ngày vậy. Ê cha chứ cha niêm sớm làm đồ ăn chứ thì tưởng là vô đi về ve thời trang ăn 2 ngày á. 2 ngày thôi nếu như con đi ve thời trang ăn 2 ngày á. Chiếu ra hai bên rồi cậu cho nó rớt ra rồi là... Nắm cái đây dỡ lên xong. Cứng rồi vậy? Một bóng cứng rồi vậy? Lâu liệu cái này đau luôn liệu nha cậu nha. YouTube ơi.
Con đây mày nướng một phép là thôi, nuôi mỡ là chết luôn à. Đổ vậy. Nướng xong đổ. Đổ. Chứ ăn không có được. Lên trên đầu đập đi. Nướng trào chứ đập nó hử à. Nướng xong đi đổ. Mày nói chiều dài quay không hết đâu Anu. Đây là nửa con này. Còn đây thêm nửa con nữa nè. Quá nặng. Đỡ giờ cắt khúc khúc đi à, mất chỉ nó được. Chà, khúc nào cắt khúc đó liền đi. Ô. Giờ biến đi. Nó giờ phì vậy chứ. Lấy đây là ăn khỏi sợ xương luôn à. Dịp nào giờ bạn dễ im cho anh Thịnh không? Khúc kia sao cắt trọn. Thôi đi, mình khúc đây thôi, dưới cái xương hông này nó cứng. Thôi đi, còn đi không xương hông nó nhiều. Cứ càng đuôi càng càng xuống đây càng cứng à. Đau không? Đặt đây không? Thịt không có nên bát đi. Thịt chú mày. Ý là cái khúc đuôi của nó ở dưới nha. À, à, à. Mới cả hai khúc là tôi thấy nào rồi đó. Đợt này các kinh nghiệm nên mình lại mau nhiều hơn đợt trước. Chèo 60 bạn lên coi nha. Đồ này nó cứng hết trơn. Cái sự sự dâu cơ không lấy cái gì chặt xuống chứ cái gì sao lấy việc chặt xuống chứ cơ gì cho chặt xuống cậu à. Ô làm con lũy đây thiệt khổ với mấy bạn à, da thịt nó ngon chứ nó không ăn không biểu mà. Mấy kêu biến cỏ này chắc cũng không chuyển luôn. Khúc đầy sầu sầu ấy, sầu ngọc cứa sao? Khúc đầy mềm. Khúc đầy xưa mềm mà khúc đầy nhiều. Ngọc cứa khúc vậy. Anh cho ông quay lại nè nha. Quay lại lại đi. Dạ. Xong rồi, quay lại luôn đi. Vậy sầu sầu ớt anh à. Xèo xèo ớt hai trái dừa với lợ hai hũ xè tớ với lợ còn túi xẻ nữa thì lâu đêm leo ngoài sớm á, lên là bánh mì mua hết là bánh mì luôn đi. Ăn mới hết nổ lợt.
để vỏ cắt đúng không? Từ đầu xuống đá là lê lê nó nhiều hết. Cắt, cắt. Tại khúc cuối khúc đuôi nó cái xương. Cho anh Dũng vô đây chưa chín. Đưa cho một loại liệu mới. Chơi nhiều mẹ đậu. Ăn ngon là khổ. ăn nó ngon được cái vô. Cọ lên khổ một xíu nữa. Thì phải cái dầu cho dầu mới bị chặt thịt á. Dầu mà dầu bén thịt của mấy vị ấy. Mà biết được dầu phay á, cái dầu phay á, dầu mày bằng sắt á. Dầu hầu cho cái chuyện ăn ná chưa. Từ lửa này sạch sẽ ngon lành như vậy đâu. Dưa biển này còn đây thì chắc nó cũng ngon dạng cũng tầm cỡ nhất nhì vô hơn chứ chín hơn. Trình đồ thì nó ngon rồi, nó cũng nằm dạng đó chứ. Người ta nói cái lụy là ngon nhất mà. Sa nó nói là bên sa là cái lễ của nước sa nó nói nó dịch trình xem nó bằng trình bông trình dừa được. Chứ về trình bông dừa tôi cũng ăn dê đi nó tan không. Đúng rồi, nó tan dê nó dai. Cắt thở lên với cậu. Ê, mệt chưa? Nó nặng á. Lợi gì mà? Lấy anh câu ấy mà. Ngồi với cái lấy lấy trình. Anh câu lúc 12 giờ đêm mày 5 giờ sáng anh kéo mà lên được ná ấy mà. Kéo 6 tiếng hồ ạ, 7 tiếng hồ ạ. Sao anh Dũng lấy khúc đây hay là lấy ít khúc đây? Sao thấy cái khúc đây đổi cho. Nè anh Dũng. Thì lấy khúc, lấy mấy khúc đây này anh Dũng à, cho nó nhiều thịt. Cha làm cái đu, cái đuôi á, đỡ anh Dũng kia. Cha khúc đuôi phải cắt lại nữa à. Đỡ anh Dũng có nhiều chứ. Cha khúc đuôi phải cắt lại nữa à. Làm anh Dũng lấy mấy khúc bự bự đây đi. Lấy bì. Thùng mã cái kéo cả, cái kéo đựng mà không có mực đây đựng lụy đi. Cha. Cái này vô ướp cái gì anh Chín? Anh cái này anh đừng úp ngủ vô mà úp curry á. Curry bưa với lợ hủ xe tớ chứ sẽ coi. Đầu á không muốn làm những cái này mà. Thôi chứ. Ăn xong đầu hỏi là hỏi sếp á. Đừng có hỏi sếp sao tại sao câu con lụy vậy nha. Tại cái ngủ dương á liền nó hâu mà curry bưa thì nó thơm. Curry bưa thường nấu là ăn nấu nước dừa. Vâng cái đầu là khúc đầy hết quý rồi. Vâng cái đường xếp này nó dòng trúng con cái nhòm nó. Nhòm đâu nhòm đủ mới nó dòng trúng con lị thôi trời. Con gì mày nhá quê mày con lị gơ đâu con lị. Ta gần gấp hai con đực trước luôn mày. Sao lại cho lị lấy bả thì quen thấy đúng không quen thấy mất hồn chứ. Dũng lấy đây. Lấy mấy khúc, mấy khúc nha. Được không? Đưa cho nem luôn đi, cho Dũng con nghe. Ờ, nè. Á. Lâu, được chưa? Nhiều quá. Đâu, được á không? Dũng kêu ông Điên. Cho ông Sáu vô đây. Lên luôn nghe. Lên lấy. Thì anh Dũng lấy 4 khúc đi. Này lấy thêm khúc nữa đi. Á, đưa cho anh em bê khúc. Nhiều đây còn nhiều mà. Mấy đi đưa cho Điên, đưa cho anh Dũng luôn trai không? Điên ví về Dũng lấy. Ờ, nè. 4-5 khúc gì đó thì giúp tí hay đâu. Đưa đưa. Phải vô.
đâu cơ tao vô nó lớn nó trơn mày à, mẹ à, lâu được lâu còn đây ông sáu còn đây mình cái khúc đây mình còn bên đây bê cục nữa đủ ổng định ổng định ăn vô đá là ẻ ổng luôn á anh dỗ cha chú bê chứ là anh đeo hai khóc là đi bê ở dưới đó bê người bê khóc còn như anh giống gì nhẹ ăn vô không chứ gì đâu ở ngoài đây về ăn giỏi lắm người khúc mà ăn chấm bánh mì ăn là chết luôn á lên sạc xong đầu kêu đi ăn đêm xe khai lên chứ đêm lên là chiều nay cúp tao 15 ổn mì bê người ăn dạ nhớ biển rồi ăn chưa hết nó ngon ngon còn ăn giỏi lắm cỡ chừng bèo lử bốn ổ mấy bánh mì ngon ăn bèo rửa trời ăn ăn mặt ăn yếu vậy mày lẹn luôn mày xí mà lẹn luôn mày lẹn xỉ nhiều bữa chứ mà mày không.